Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và hiện tại thì trước màn hình của các bác đang xem thì em đang quay một bộ sản phẩm Hoàng Gia Trên 12. Đối với bộ sản phẩm này thì em làm theo một đơn đặt hàng của một vị khách hàng ở Thanh Hóa. Bởi vì là anh có yêu cầu là một bộ Hoàng Gia 12, nhưng cái kích thước làm cao cho anh như bộ 14. Và ở đây thì em đã hoàn thiện xong rồi. Đấy, bộ này thì kích thước như sau ạ. Đầu tiên là về phần đoạn dài. Đoạn dài thì em làm dài là 2m60. Rất là dài các bác nhá. Bình thường Hoàng Gia Chân 12 thì chỉ dài 2m50 thôi. Nhưng bộ này bác khách hàng đó của... Nhưng bộ sản phẩm 12 này thì bác khách hàng của em có yêu cầu là làm cho anh là như một bộ dài như bộ 14. Đấy, chính vì vậy là em đã làm với cái chiều dài là 2m60. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m49 các bác nhá. Bình thường Hoàng Gia Chân 12 ạ, thì chiều cao đoạn nó chỉ có 1m45 đến 1m43 thôi. Đấy, nhưng để mà theo cái nhu cầu cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì em đã làm lên 1m49. Đấy, 1m49 chiều cao và chiều sâu phủ bì là 75 ạ, sâu phủ bì 75. Đối với một bộ Hoàng Gia thì nó là một mẫu mà rất là đẹp từ trước đến nay rồi. Đấy, từ trước đến nay nó là một mẫu rất là đẹp và cái hàng Hoàng Gia thì đặc biệt là sẽ không bao giờ lỗi mốt. Ngoài ra thì cái phần vách tựa lưng các bác có thể thấy là vách tựa lưng em đục quả chám hoa mai. Đấy, đục quả chám hoa mai thì khi mà đục quả chám hoa mai như này thì cái sự sang trọng và có thể là bộ bàn ghế sẽ nhìn trông nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ không thô và không cứng. Bởi vì riêng cái chất liệu gỗ thì em đã sử dụng là chất liệu gỗ hương đá rồi. Chất liệu gỗ hương đá và tay là tay đặc 100% các bác nhá. Tay đặc hoàn toàn 100% này. Đấy, gỗ thì bên em làm thì cơ sở em làm thì gỗ sẽ sấy và cũng như là khô, nó co ngót hết rồi thì em mới bắt đầu cho vào hoàn thiện. Đấy, không bao giờ có cái trường hợp là gỗ tươi mà cho vào hoàn thiện ngay, thì chắc chắn là nếu mà trong thời gian sử dụng thì các bác sẽ gặp phải cái trường hợp là nó bị sùi gỗ. Đấy. Ngoài ra thì đối với một bộ sản phẩm này thì có thêm hai chiếc ghế đơn ạ. Hai chiếc ghế đơn thì kích thước em làm giống hệt nhau. Đoạn đã cao rồi, chính vì vậy ghế đơn cũng sẽ phải làm keo cao theo. Và cụ thể là kích thước chiều ngang của ghế đơn sẽ là 1m1, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m47 và sâu phủ bì thì là 75. Về phần trương của chi tiết ghế đơn và chi tiết đoạn thì em làm độ dày trương là dày 8 phân. Độ dày trương là 8 phân và trương thì em làm liền khối. Đấy, riêng bộ sản phẩm hàng đặt thì em sẽ làm đục hai mặt. Bác khách hàng của em có yêu cầu là đục hai mặt. Đục hai mặt, mặt trước và mặt sau ạ. Đây là mặt sau của bộ sản phẩm các bác nhé. Mặt sau cũng được đục. Đấy, nhưng mà nó sẽ nông hơn mặt trước một chút. Mặt sau cũng đục, đục cả mặt trước luôn. Và mặt bàn của bộ sản phẩm này thì khách hàng của em yêu cầu đục thuận buồm xuôi gió với kích thước chiều rộng của mặt bàn là 75 và chiều dài là 1m57. Đấy, mặt bàn thì đục là thuận buồm xuôi gió và toàn bộ khuôn tranh thì em làm với độ dày là khuôn tranh dày 4 phân và ván là dày 2 phân. Thêm hai cái chi tiết nhỏ của bộ sản phẩm này đó chính là một chiếc đôn kẹp và một chiếc đôn ngồi. Đôn kẹp thì em làm đôn kẹp là đôn kẹp bàn. Đôn kẹp bàn thì kích thước chiều rộng của đôn sẽ bằng chiều rộng của bàn và cái chiều cao cũng sẽ bằng bàn luôn. Bởi vì là dùng để cạnh bàn cho nên là bắt buộc là nó phải có kích thước hợp với cả bàn. Tổng thể cái bộ sản phẩm này thì em làm 6 món. Nếu mà để mà hoàn thiện xong xuôi hết thì cái mức đầu tư sẽ là 60.800.000. Tặng kèm theo kính bàn và kính đôn cho bác nào sở hữu nguyên 6 món hoàn thiện. Miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên và có chương trình đó là hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% trong vòng 3 tháng đầu. Và các bác khách hàng khi mà dùng hàng của cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ sẽ rất là yên tâm. Bởi vì là cơ sở em có chế độ bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm và bảo trì sản phẩm trọn đời. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.